Alo, má hả? Con Trúc Anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha. Ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chắc in kê vậy mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương công tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tiền. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hãy con tiện tì. Áo! Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Không, Tiểu Thơ nhớ ngang, tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này, tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường đó mà biết con gái ha. Nó xúng lại, trời ơi, nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, trời, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ ơi. Cái gì kềm trời được? Ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương công tử vô. Dạ xin mời Lương công tử vào. Chúc đệ. Chúc đệ. Lương huynh. Lương huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá, hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ. Gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn chai đà thao nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương công tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không? Tao với mày đi massage trở lại. Lương công tử. Lương công tử. Chuyện gì? Sáng mùng 1 sao công tử không đi xì cho em? Công tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy? Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương huynh. Chuyện gì? Sao Lương huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là huynh thì huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương huynh. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em.
Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi, làm như hát hồ quảng kêu huynh đệ mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi, tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lung Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu mụn cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt. 4 ngày sau á, nó nổi nguyên một dề mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi một nhọt luôn á. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa da là trời, số 1 nha, thố thiệt á. Thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổ nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tán đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn không? Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8 lượng, da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét chỗ nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu vậy không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ quá? Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, Quỳnh dành về điện ảnh vậy hả? Rất là dành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em không thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thầy gom. Đàn ông mà đi thích phong khâu. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi Quỳnh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương Quỳnh. Còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết.
Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn đó nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bằng màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Đừng quên chọc em hoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì? Đó là nghề gia truyền của gia dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cân heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng quên. Không? Quên, nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quỳnh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Quỳnh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho Quỳnh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ trọng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ Quỳnh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà Quỳnh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Quỳnh có chuyện gì mà Quỳnh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không gửi tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy Quỳnh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây. Tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương Sơn Bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê không? Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chỉ ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bảng, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hairstylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm, có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm đó. Tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ, ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giũa bằng ba năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giũa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Một ca huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quỳnh, tao là Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Quỳnh nói ba cái chuyện gì đâu, không không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán quá đi hả? Đây đây. Mày lâu rồi tao đi đâu? Nè, Quỳnh nhìn đi. Quỳnh nhìn thứ xem dưới hồ đồi thiên nga. Đồi thiên nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, Quỳnh chỉ em tường. Con mái là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước, thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim của lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga?
Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ ha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Bây giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt này giống em với anh. Thôi, ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớt luôn. Hai ông nội, trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó, con mập á đem nấu chao, còn con ốm kia nấu bún măng, quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đam. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. 2 năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hamburger không mà thèm thình và thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử, Red Bull nè. Uống vô, nhiều lúc thấy kỳ kỳ nha. Khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đường là mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi, mắt mày có mấy cộng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Lương quên. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Huynh. Lương Huynh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Huynh biết. Mày có gì bí mật mở trong số hả, cho ít coi. Bà mẹ, thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không. Lương Huynh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Huynh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu có giết! Mày nghĩ sao vậy? Mày suy nghĩ đây, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à? Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? À? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Huynh nghe, ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Huynh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Huynh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Ưng Đài của Lương Huynh không phải là trai mà là gái. Lương Huynh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên kinh đô để hầu em đó. Ờ, mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Huynh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lương Huynh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lương Huynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn ha.
Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hễ mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy làm chồng của em. Không sao không sao. Chịu rồi ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lận, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thơ. Cái gì vậy? Tiểu Thơ. Chuyện gì cái vậy? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thơ. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à, nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao à. Con với Lương Huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu à. Lương Huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bé, ông bồng, bé bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương Huynh, thì ra 2 năm nay Lương Huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ, tell you something. Wait. Em mệt quá Lương Huynh ơi. Tao thấy tao còn mệt. Tiểu Thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Huynh. Bữa hôm đó Huynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Huynh để, đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời. Huynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường mày con cười trai mày không à, làm sao chịu nổi được à. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận Tiểu Thơ. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nói nghe nè. Đừng, bây giờ Chúc muội đừng chết. Chúc muội đừng chết. Mùng 1 Tết đừng nói chết xui hiểu không? Bây giờ để Huynh tính cho. Bây giờ Huynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi, thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được, hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nói nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy? Giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại. Dạ, chà, em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giấu nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả?
Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Mũi? Lương huynh ơi. Hả? Chuyện gì? Muộn màng rồi Lương huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ Mã. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ Ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi ép gả Muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên không có nợ luôn huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bả đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc Muội, ta nói cho Chúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Chúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa Muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Anh bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, ta mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này cho nó sáng. Đồ vô kia nè, đi hả đi. Đi. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi, ở đây ta thách khen Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye. Đừng hại tụi bay. Con cái liền như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi đây. Mày im, mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi, vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy thì tao chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày bị gì mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo có chuyện mà mày làm hại người ta mình tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái bạc xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mẹ. Tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất. Nó kêu Đông Thi đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á. Vậy thôi, tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa. Tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa thì cho mày làm gì? Dạ, để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra. Con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi hỏi, bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu Minh Tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày ta nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền đâu nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ là 2 triệu mày. Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con, chị ăn cái gì? Mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con, giờ chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái bẹp. Nuốt nùi dẻ đi má.
con giận quá con đứng dậy con tát một cái tát kẹo cái cổ, đi vô bác sĩ bó bột hết 500.000 đồng. 500.000 sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy nó lúc con tát nó một cái bóp nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo, rồi cái hũ nước lèo rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra, rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa, 1,5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu dưới này 500 là 1,5 triệu, sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ, bởi vậy tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á, thay vì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi, tự nhiên có bà chó bà ngồi kế bên, hũ nước lèo nó đổ vô nó trụng nguyên bà chó, rồi bà bị bỏng đưa đi bác sĩ chữa hết 400.000 đồng. Cũng là 1,9 triệu hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người ta đưa con chó đi khám bệnh, trong lúc ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống uống nước mía nữa, rồi hết 100.000 nữa chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ đó tao sinh ra mà mày như vậy tao bóp cổ mày chết cha cha rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo đổ vô con chó rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày xin. Alo. Rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu, mình lên thẳng YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng YouTube coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Chưa có nói cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Na mình coi nữa. Mày nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô kia ngồi. Tía kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tía. Ủa anh làm gì à? Tía ơi, làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ dở lắm. Hả? Vậy hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa? Thì đúng rồi, mày đẹp rồi đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây. Anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. Dạ, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn đám cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi về đi đám ma. Đám ma về, sợ vô nhà mình xui vô nhà người ta trước. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng rung cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà. Kiên trì về cái chuyện đó mà anh lo gì? Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật coi bên này tao không thấy tao, sao mày ngu dữ vậy? Uống đi, uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Gì vậy? Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chả chặt chém dữ. Thôi nói chứ đi đâu rồi, nói lại đi. Bị nhà này khách đông lắm, ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu, thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính. Bị vậy. Vô duyên. Có vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á, lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh á làm sao, cúng kiến sao, quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tía ơi, lo gì? Con trai
nó theo Hà Rầm luôn rồi, tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi, mày ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Nói một cái gì? Mày nói là cái gì? Báo nhiêu lần tao dặn rồi, đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái TV hư đi, nó không tiếng không hình, đứng im đó. Rồi bây giờ để tôi qua tôi nói, nhỏ. Dạ. Trời ơi. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm nó rớt. Trời ơi mẹ ơi, đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà tôi... khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không? Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà giàu là nhờ một tay tôi. Ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ờ, ngày xưa tôi coi cho bà nha, lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của bà có của quạnh tài đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua, mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á, tháng 3,000. Rồi coi cũng, nó cũng nói gì, về nào ngay cũng có tháng 2,800. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. À. Ngày đó, tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cũng có tháng 31 ngày, 3,001. À, là 31 ngày vậy? Ờ. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái. Bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Tiếng. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Vậy bây giờ anh nói làm sao cho bà Chính Bành bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm, nói cái gì, nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà, đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chắc giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được, tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cứu này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về, mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được, coi. Vậy được, được, yên tâm. Ờ, chắc chắn nha. Ờ. Chắc chưa? Ê, chắc, chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bà gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi, rồi, rồi. Chừng nào mà tôi phá banh chành cái gia đình bả là kêu tôi kêu vua. Telephone. Telephone nè, có điện thoại chưa? Có rồi. Không lấy điện thoại. Hả? À, mới luôn hả? Mới. Bỏ có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi, chứ để nó xuyên tâm liên nữa. À. Nhiều bữa nó xuyên, có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. À. Đi. Ủa giờ đi đâu tiếng?
mày đi về mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Người ta lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở, con đi, không đi, ăn cơm đâu. Đi đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời ơi, cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi đi. Ông có túi nó khó chị. Alo, chị Bảy bán phở hả? Ờ, đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Ở trong là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Khổ ghê. Hai cha con ông này tới rồi đó. Gần vô vô. Hả? Rồi 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 đó. Tới rồi đó, giờ má ở đây đi, con đi về. Nè. Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má, má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị chết. Tôi chào chị. Nha. Má cái trứng ôm gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời ơi. Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày. Trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? À. Mày nhìn tao ai bao? Khùng. Trời có ơi. Có mày đó, mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn trời bận thấy gớm không? Có trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè. Chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là đi xe lắng. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage. À, ghế massage đó hả? Dạ. Ông này. Con... Ngồi ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con được có cái bệnh. Là thầy biết rồi đó. Đi qua đây coi mối phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường thường thường. Cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói. Đi là gỗ. Ừ. À, gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ở ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đưa lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi, nói đi. Tôi có bầu. Có bầu. Có bầu, đúng rồi. Rồi bọc đến mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là bán bún. À, chuyển bụng á. Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh coi bói. Má, má mệt không? Mệt chứ. Mệt mấy má uống nước nghỉ ngơi đi. Nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm. Mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt không? Mệt không? Mệt thì nghe tiếp hả? Má cả sớm mệt đó má. Ờ. Tôi nói chị nghe nè. Mình già rồi. Chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài. Để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì? Nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ, đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái.
mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi. Con ơi, thầy nói con nghe, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. À, làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó, má con cũng coi quá nè, rồi cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai? Trời đất. Đó, không, thầy má ở đây, tao coi là... Coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. À? Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. À. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi, một câu. Trời. Đúng. Ờ, à, thì đó. Rồi. Má, má nói một câu thôi, đừng có chấm phết gì ở đây hết ha. Đi một câu ấy thì dạ đừng có bây giờ lấy hơi lên nha, bây giờ má để con nói được không? Má cố. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi, bây giờ tụi con có thể là đến với hôn nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Con dê. Nó kêu à? Ê, ê. Con dê. Tuổi mùi. À, tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn con chút xíu à. À bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy? Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á không có cái chữ mà hợi mẹo mùi tam hạp. Tam hạp đó là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hạp. Trời, con thấy cái mạng mày quá. Á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương, mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng mày. Thôi, con không có biết. Rồi. Chưa mà má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè, đó con không biết. Cái chuyện tình yêu là của tụi con không cần nữa. Má thích thì má ở đây, má coi con về. Bậy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện... Thì bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp, nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp thôi, mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi! Thằng mất dế! Thôi, vậy. Tôi nói chị nghe, về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chỉ có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi thầy coi đi. Thầy, thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ? Trời ơi. Vậy coi nữa. Má còn lại má. Bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp luôn, cái trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa cưới về mà đã thấy sai rồi đó. Ôi, má đừng có nói gì cái chuyện, bây giờ hỏi nè. Má nè, má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài, má thấy má có hạnh phúc không? Ôi, tôi nói chị nghe nè, chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ á, tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe là thấy. Thôi, tại vì ông nói không có chịu đâu, con không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết.
Thôi. Alo. Alo. Đè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Ập vô liền nha, ập vô liền, banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Xong chưa? À, ai vậy? À, đây anh Mừ ở sống trên. À, anh Mươi á. Chào anh Mươi. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi, ngồi đi. Hai người làm quen à, đi. À, chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây chào à. Dạ chào chú. Ê. Mày đuôi vậy mà chú hả mày? Ủa gì? Cái con này nó vô duyên quá hả? Vậy mà chú vậy? Thì bỏ vậy đó chứ nó không có nhìn sao mà nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên thì vừa núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Trông nhìn giống đàn ông quá. Mày im đi. Dạ. Người cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta, mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy nó sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra, thấy hả? À, xin lỗi chị Chính. À, đây là chị Chính Bành. Chà. À, hồi ngày xưa có chồng... Ủa nghe tiếng chưa? À, nó buôn bán như vậy, giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành chà bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá, bự quá. Thôi mẹ ơi. Mày vô duyên quá. Đây chị Chính. Cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi 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 thân nè. Không, con tuổi mùi. Mày tuổi mùi nè. À, con này á là... Dạ, con tên là Địa, Nguyễn Thị Địa. À, con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì mày sai đổi tên chi vậy? Con thấy cái gì nó chị sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi, con quỷ nó tên gì? Địa, Nghĩa Địa. Trời ơi. Vậy đây, không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại Nghĩa sao? Trang thì không được, nhưng Nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không, nhưng mà... Câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, bởi vậy cho rồi. Sao chị... Má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang cho Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Yeah. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Yeah. Vậy mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Dạ. Dạ. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Anh Mười. À, tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Đã nói đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đỏ lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết tan á. Mày nhái tao đâu quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi. Đi đây đây. Mà. Đó. Đàn ông vậy mà mặc đồ hồn hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì tao còn mày. Chưa có xác định luôn kìa. Đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ.
cho nó cưới đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá thịt mắm muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi. Thôi má. Thôi má. Chịu đi ha. Chịu đi. Nó không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10.000 của tao đó. Đi vậy? Lên chị. Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Thì anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Chứ sao? Trời. Không chịu á. Chứ sao trời? Vậy thôi. Bé về. Má rồi mà. Lấy giỏ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á, mà chị không cưới được con dâu này về á, chị không có làm ăn nên giờ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm, hay lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi cưới đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Chịu hả? Chịu. Ngồi xuống đi, bàn chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính với. Cưới, mày cho cái gì mới cưới. Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới. Mày tôi lo hết. Mày im. Mày mất tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu không bằng thành nhân đê. Ai phải lớn à, phải lớn như hoành tráng rồi dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Như Quýnh, Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Mời Như Quỳnh, Mai Thiên Vân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ ha. Cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nháy á. Ít quá. Đông đông đi. Mời Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán, Nguyễn Cao Kỳ Diễn làm MC hả? Không, Vũ Cống. Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. Dancer đó. Bây giờ vậy mà con mới nghe á, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mẹ con quý con vui mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Trời đi tội nghiệp nó. Ủa bà con hay sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nghe. Thôi vậy đi, vậy quyết định. Quyết định ngày nào? Rồi tặng quà gì nữa không? Quyết định ngày nào luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn những nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đây là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ủa nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà con có một cái hãng. Hả? Nhà con có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để nắm cưới luôn đi. Qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Nó nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Rồi sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở nợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày ông nó phá đám hoài. Con nói với má, má mà kêu con lấy con này con cắn lưỡi con chết liền. Mày nghĩ gì? Mày phải nghe là tao. Mày không nghe là tao đập đầu tao chết. Anh ơi,
chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn ngồi xuống đi. Phải ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tía ơi, con không lấy chồng đâu tía ơi. Không có lấy đâu con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư bỏ đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Trời mẹ đất ơi, bây giờ sao tía em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó, mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho tao biết hả? Cái mày ngu như vậy, tao đang gài mày biết không? Tía ơi! Ngu như con bò hả? Có bầu mày la cho lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này, biết hết trơn luôn rồi đó. Trời ơi! Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố? Vậy là sao? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc mà giờ bắt con đổ vỏ, mày thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô, còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Chắc. Thầy vô bãi ơi. Giờ đi với má tao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bối to. Ổng coi hay ổng đâu có nghèo sơ, nghèo sát gì mới thấy không? Bây giờ tự nhiên rồi đó, ai tự nhiên có giờ có bầu kêu con đi lấy. Con đừng có hòng con chỉ chịu, con Nghĩa Trang thôi, con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tía ơi. Chết rồi. Ông mươi. Kì gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gá tôi á. Mà không. Thầy Tứ. Bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy vì tiền thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dạy. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mắc đuổi đâu đó rồi mà nói. Mắc luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô. Mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Tí ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Lỡ cái gì? Mày làm nhục mặt gia đình mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường? Tí biết không? Con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Đi hết chỗ mà vô, mình vô chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô chổng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô chổng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng này rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con bà
mẹ tao phang cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp đâu con. Mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng ba nghe. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không nào có thẳng nữa không? Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết đó. Là mày ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu, nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nha. Dạ. Mày ngu quá vậy? Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha dạ. Con mày mừng mà tao chết cả. Trời ơi là trời. Trời ơi. Vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía, vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày con ngu. Dạ tía ơi con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi. Em ấn tượng có chồng quá hiền nhát nhục nhã vô cùng nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em, sao nói quá. Đất. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Có gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đủ chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó, mà còn có chút xíu à. Cái gì? Nói này nè. Ủa, sao anh biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà, nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn. Em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tai gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữa cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cho thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim tàu thôi chứ em sao được nè. Đó thấy chưa nè, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường. Em nhắm em đàn bà em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Trời, em té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì? Em báo cho anh biết. Trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này. Ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi. Mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy hiền cho nên em có thường anh đó đến giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa. Cái thằng cha kia kìa, chả công khai chả bóp gì? Chả bóp đít em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cứ xỉu. Trời ơi đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha, thà em lấy thằng khùng mà nó gan còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm. Anh qua bên má, anh coi má sai cái gì từ sáng giờ mới nhắn đồng phone mấy lần. Đi lẹ lẹ về ăn cơm. Nhưng mà em có cần anh phụ là làm không? Sao tôi hiền, tôi lấy người vợ vô con quá trời. Đực. Anh chửi em gì á?
Không có. Anh nói em dễ thương quá. Quên đi nha. Đi lại lại. Trời ơi là trời. Tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy? Trời ơi là trời. Ao. Đứng im. Dữ hả? Dữ mày. À, đánh lộn hả? Trời ơi, cướp ăn ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương tự. Chết cha, không có dao. Đây, con cây. Trời lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặt chung con nhất. Đứng lại. Đứng đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Sao có thân gấp? Ngồi lên. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đâu. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại, có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Hên nha con, hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi, tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được, anh nói sao vậy? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à. Thì nào mày chết kìa mày. Mày dám quýnh cảnh sát hả? Hả? Tù ngọt gông nghe chưa? Để mày, để lên. Phen này cho mày tù đột xương luôn, đi. Vô. Officer, gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi, vô. Nè. Nhanh như mà. Ê. Tụi mày coi chừng tao nghe chưa? Tụi mày coi chừng tao à. Ê ê, thấy chữ gì không mày? Dạ thấy. Ai cho mày ngồi đó? Ủa, chỗ này có anh hả? Ai cho mày ngồi đây? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời đất ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm hả? Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ. Tháo ra mày. Tại sao ba tháo? Giờ tao kêu mày tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy? Cũng Omega thì hả? Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Báo tối. Gì? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. 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 À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci make in Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Vậy nó kêu mày lột không? Lột thì lột chứ trời. Ôi, tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê, chuột. Ê, dạ, đại ca. Người. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Đồng hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. À.
Gái không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Đó, bóng bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà. Em đâu phải số đéo. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê. Gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi không biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Bon to die. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, dạ, kính chào đại ca Ba Tu Đôn. À. Ê. Dạ, dạ, kính chào đại ca Bon to die. Thuốc. Thuốc mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh như mày? Tới đây ngủ ta mày. Chuột. Ê dạ đại ca em. Ủa nó rồi. Em đâu có. Tối để tao ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Dạ em biết đại ca. Thôi, hiểu lầm em nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi, vợ dạ, tôi hại tôi rồi. Vợ dạ, tôi. Officer. Ôi trời mày ghê quá. Chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? À. Mày đợi chút đi. Tụi bay giỡn mặt hả mày hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày cho bay giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Đại ca. Nó làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Mày nữa mày. Ôi sao sờ đứt vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nó nghe chưa? Hồi sáng này á mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà, tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca. Tao đánh trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dán tay không ha. Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha. Mày ngon ha, mày giải thoát cho con cái thằng cướp khét tiếng này chưa. Officer à. Vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó. Ờ. Gặp sự bất bình mà rút dao đó. Giờ này rồi tôi chém chết cha của trung quý đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi. Vị sếp trời ơi. Đánh. Cảnh sát. Đến. Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bọn tôi đây này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, trung úy cảnh sát Danny á, ra tay mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Trời ơi, tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay. Phen này á, cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Như cái... Tao nói cho mày biết nha. Mày cứ ngồi ở đây đi. Gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù này nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao, nghe không? Sao 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 quay vậy? Ngồi vậy. Coi chừng tao nghe mày. Về. Anh hai. Hả? Bộ anh tay không mà anh hạ được trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi, trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha là súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Bà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh trẻ đâu có ngờ là tôi...
trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến Trung Quý Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường cha rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. Ê, dạ đại ca, có em, có em. Kiếp. Đại biểu ơi. Đại ca kiếm mày kiếm. Đây, lấy cái áo ra mày. Ê, dạ, dạ. Mày cởi cái áo ra mày. Thao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. Đại dạ đại ca. Hiểu rồi. Dạ. Kết. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca không? Dạ. Dạ con. Đại ca. Con sắp mấy. Đại ca. Are you talking to me? Mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi. Nhớ chưa? Dạ. Yeah. Đại ca. Đại ca kìa. Cái chỗ này hồi xưa em ngồi á đại ca. À, dạ dạ dạ. Mấy giờ rồi chuột? Chuột. Đi dạ. Đi cả. Có em, có lấy em. Lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ dạ. Ba cho sạch. Trả lại. Đó. Kiệt. Dạ, đại ca. Trời ở trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiệt. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng, đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi đại ca. Ừ. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còng bóng rồi đại ca. Đó mày. Thuốc mấy, thuốc như là mày. Đó. Gầm đâu, ủa, nhanh mày. Đợi tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Gì vậy? Không, em để gầm đây nè. Đó, 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 đại ca. Đó, đó, đó. Ăn gầm đéo. Vị ca, vị ca. Không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vị ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Vị ca ra đây. Vậy ca, vậy ca. Thử thử chui vô bên dừa không? Đó, đó, đó. Coi chừng lộ mày, để tao. Mày để cho anh ta đây. Tối nay anh em mình chui thử đây ra nha. Mày hay. Dạ. Tối. Đại ca, đại ca. Ừ. Gì? Trung úy Danny nha, khét tiếng là giỏi võ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi, là gục liền rồi. Em nè, nói thiệt đại ca nha, em nè, tập võ mười mấy năm rồi nha. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè, tam đẳng Karate nè, tứ đẳng Vô Vi Nam nè, ngũ đẳng Judo nè, đại khái em á là cao đẳng đó. Em nói thiệt đại ca. Sao? Bữa nào đại ca giật vài hiệp với em đại ca. Cho em học hỏi mà vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. Ê, anh nói chú nghe. Ừ, chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết, phải tập mà. Thấy không? Thôi, để tối nay vượt ngục á, ra cái khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không? Đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha. Đường hẻm, đường phố vậy nè. Nè,
mới kỳ mới thi thi lên đại hả? Đó, em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng thái cực đạo. Vậy hả? Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng. Họ quánh chết thằng đó mà bị dạ. Tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe, em có rất là hiếu học. Em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. À, mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao? Lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng chết chịu ơi nè không? Đẻ ra là biết là phải chết liền nè đó. Đái xuống nữa. Đó, đái xuống mà. Hả? Thầy ca, cứ dạ cho em về đường rồi cứ chơi. Mời thầy ca. Dạ. Yeah. Cứ chơi thoải mái. Mời. Nè đại ca. Everything guy okay? Okay, ông sao? Okay. Everything okay, man. Okay, good. Okay. Mày cái gì ta okay, man. Đại ca, mời. Chốt. Dạ, vậy ca, có em. Mày hổng. Dạ, hổng vụ gì? Cái nhất đặng, nhị đặng, tam đặng, tứ đặng, cao đặng của mày. Dạ. Thì đã đi dọa con nít. Dạ, đúng rồi. Sao? Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không, đâu có đâu, em kêu đại ca giỡn với em. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Gì đấy? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tài ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai. Ừ. Xin mời đại ca. Thôi. Khỏi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mà. Chú quên chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn. Đó, tối nay có chuyện coi. Được cái gì ca, có lý á. Mà lâu quá biết rồi, tao còn đánh được nữa. Còn ngon. Ê, đã. Ê, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Huy á, bay kêu cao, đá cái khớp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu gối á. Vậy mà cái đầu của nó á, quá trời luôn. Quá tao quên rồi. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giật á. Ok ha, chuẩn bị nha. Đó nè. Đa tạ Nhị ca nương tại em. Đó. Đại ca thấy không? Nhị ca nương tại em á. Không ngồi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca, xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tao giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến. Bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đấm sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp, là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Ờ, can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát chưa vô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Làm bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Hả? Đại ca, xin mời. Mời đại ca. Bà luôn. Nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được. Tôi sẽ về tôi mở họp báo. Đi. Tôi sẽ mời báo chí truyền hình truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung úy Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó có còn nể của Trung úy Danny của ông nữa không? Hả, con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung úy Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ là cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đá mày cái cha mày vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, huynh, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc chỗ nào cũng được, móc chỗ nào cũng được, là báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì?
Hiện bây giờ á, Trung úy cảnh sát Danny á đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy không? Sao? Nhưng mà gì? Bà hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả cho bà ta. Ừ. Nói gì chả đừng có la lối ông sầm. Không. Nha. Ừ. Không. Ừ. Đó. Ừ. Bởi vì Trung úy cảnh sát Danny ừ. là bồ của tôi. Hả? À, làm gì? Làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có lại sợ nha. Thở đâu hồn. Hứa cho tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho tổng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi, bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín này mình. Khoan về đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê. Ê, cũng là mày đó nghe mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng với mày. Mặt cái tao hoài. Thằng áo vàng. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thốt cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Mày chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm. Không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng rồi điên rồi hả? Ở nhà có nước thù cũng sợ vậy đi làm bài đại ca. Trời ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện con nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt với em nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, ủa? Anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, can. Thấy máu, không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi.